À, xin chào buổi sáng tất cả mọi người á. Đây là những cái cây mai mình chơi nè. Sau Tết nó phục hồi lại á, ấm tàn nó ra nè. Đọt đỏ lư luôn á. Hiện tại thì mình chỉ tưới cái thằng dưỡng rễ này á, nửa nắp này tương đương với lại khoảng 20cc á. Chúng ta dùng cái liều loãng á, 1 ml trên 1 lít nước. Khi có lá chúng ta mới tăng lên á. Chứ nhiều khi chúng ta, nhiều anh em bị trường hợp mà tưới mà cái lá nó bị cuốn lại, nó bị cuốn móc lên trên vậy nè, móc lên trên vậy nè, đó là nó bị dư phân á. Chúng ta coi chúng ta cần chỉnh phân lại á, chứ không phải thiếu phân đâu. Cái lá ra mà nó bị móc lên vậy nè, dư phân. Chỗ này mình có nắng sáng á, sau khi chơi phục hồi lại. Rồi, đây là giao lưu rồi mình đó. Đó. Một chai này xài được quanh năm. Nói chung là người ta có một cây thế này, người ta mua cái này người ta xài chắc 3-4 năm chưa hết nữa. Chai này nếu mà pha loãng thì pha được 1000 lít đó. Còn có lá thì người ta pha được 500 lít. Giá 150.000. Nó có đầy đủ, nói chung là hữu cơ, hữu mít nè, đạm nè, lân nè, kali nè, vi lượng nè. Rất nhiều anh em giao lưu rồi mình á. Bên này có cây siêu bông Sài Gòn nè, mình lặt cho nó nụ nó bung hết trơn này. Đó, lặt ra bông bự cơ. Này mới ghép có 10 tháng thôi. À, chừng 4 năm. À, ghép mai tàn á. Hoành có mười mấy thôi. Siêu bông Sài Gòn nó nhỏ khá nhiều á. Lặt nè. Này chừng 4 5 bữa nữa là nó lên. Bắt đầu nở rồi. 6 cây nói chung ghép ra thì giống nhau hết á. Cho chăm sóc. Chăm sóc thì cây mạnh cây yếu. Chứ ghép mà con giống ghép ra. Ghép ra nè, bông cũng bự. Bông chùm chùm không? Nè, xài nè, xì đọt hết nè. Nước thì khô quá, tưới ít á, chứ không cần tưới đậm đìa đâu. Xì đọt hết rồi, thời gian này người ta xịt ba thuốc bỏ trĩ. Để ý, mà bỏ trĩ nó ra nó hút quéo quá trần. Bắt đầu xì à. Bỏ trĩ nè, mấy cái này nè, hút là nó không có lên đọt được luôn á. Chúng ta coi, chúng ta canh bỏ trĩ dùng mấy loại hóa học à, xịt á. Đây là siêu bông Sài Gòn này. Cái này nó bị khô nước á, khô nước lá nó cháy cháy nè. Đi bữa Tết tưới thiếu nước, lá cháy cháy nè. Lên bông vẫn đẹp á. Siêu bông Sài Gòn nè, bông màu đậm. Đây mình tiếp tục mở bán một số cây mai siêu bông Sài Gòn á, hàng ghép mai tàn. Đó, giờ chúng ta có thể trồng đất, trồng làm giống ghép á. Bông bự. Chúng ta kép vô mấy cây trồng dưới đất hả. Một số cây bình lợi, đại lộc á, như là giỏ đồng tiền. Giỏ đồng tiền này lên bông đẹp á, vừa hoa vừa lá, nhìn rất là cưng. Giống mà lên bông chùm 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 mà. Giỏ đồng tiền, bông nhìn cái cưng lắm.
thì là cây đại lộc á. Cây đại lộc nó ra bông chuẩn nè, nụ tròn tròn không à. Mấy nhánh nào bị lai mình cắt bỏ hết rồi. Đây con nhánh rước nó bị lai 5 cánh nè, cắt bỏ hết hả. Đại lộc nè, tất cả đều chuẩn bông hết. Cây này ghép cũng 5-6 năm rồi, chuẩn hết á. Số 1 là đại lộc, hoành 15, cao 60, ngang 70, cũ là 55, cũ là 55 á. Ghép 3 bò, giá 1,5 triệu bao ship. 1,5 triệu bao ship á. Cây đại lộc số 1, đại lộc chuẩn bông á, đang có bông trên cây nè. Này giờ chúng ta dưỡng nè, khỏi cần cắt tỉa gì nữa. Nó ra đọt bấm cùi nè, tết bông rất là đặc, đặt cây dựng ham để dài. Nói chung may ghép chúng ta đừng có ham để dài thòn lòn á, bấm khúc cành cho nó gắn lại bông nó mới đẹp, nó gom bông lại. Còn trồng ngoài đất thì ta thả đâu. Cây lọc số 1 giá 1,5 triệu bao ship. Cây rất là già, ghép 5-6 năm rồi. 3 bò ghép. Đang có hoa trên cây. Rồi, tiếp theo là cây xuân bình lợi 62. Cây này cây quái. Mọc sao được ra hình dạng này á. Ta trồng cây sao không biết, nó ngã như ngã ngửa đó, như hình thú nha. Là ghép siêu bình lợi. Cây số 2 hoành là 15, rồi vị trí này là 15, cao là 60, ngang 50. Cái bầu dài từ mép này tới mép này là 55, ghép 7 bo, giá 2,2 triệu bao ship. Đây là siêu bình lợi, 2,2 triệu bao ship toàn quốc. Cây này quái, bo nhiều. Này, chúng ta tham khảo. Số 1 là đại lộc, số 2 là siêu bình lợi. À, tiếp theo là cây siêu bình lợi số 3, cây này clip ngang qua. Hoành 15, cao 60, ngang 50, ghép 7 bo, giá 1,4 triệu bao ship. Cây này đang nằm chậu 3 tấc. Này 3 tấc 2. Giá 1,4 triệu bao ship cây siêu bình lợi số 3. Bò rất là nhiều. Rồi, cây số 4 hoành là 15, cao 50, ngang 40, ghép 4 bò, giá 1,3 triệu bao ship. Rồi, cây số bình lợi số 4 à, tiếp đến là hai cây siêu ong Sài Gòn á. Đây là cây siêu ong Sài Gòn số 5, đang có hoa trên cây. Vậy chúng ta che bông xong, chúng ta cắt đồn thâu vô, sâu vô. Này là do nó bị khô nước á. Khô nước rụng lá nó đổ bông. À, bông lên chùm. Cây số 5 hoành là 13, cũ là 24, cao 50, ngang 60, có củ tròn á. Ghép 3 bo, giá 450.000 bao ship. Siêu bông Sài Gòn, đang có hoa trên cây. $450.000 bao ship. Cây số 5, cây số 6 là siêu bông Sài Gòn.
hoành là 17, cao 85, ngang 55, ghép 16 bo. Giá 1 triệu bao ship toàn quốc. Cây máy tàn. Cây máy tàn. Vậy anh ta có đắp bộ anh ta trồng á. Bông đẹp lấy giống là luôn, chơi lâu dài luôn á. Cây bình, cây siêu bông Sài Gòn số 6, giá 1 triệu bao ship. Tiếp theo hai cây siêu bông Sài Gòn ghép gốc mai tàn á, 7 và 8. Bông chán luôn á. Bông bự. Cây số 7 hoành là 18, cao 85, ngang 60, ghép 15 bo, giá 1 triệu bao ship toàn quốc. Quá trời tàn, cây này cắt bo, cắt cả trăm bo luôn. Bông à. Cây siêu bông Sài Gòn số 7. Số 8 siêu bông Sài Gòn á. Hoành là 17, cao 85, ngang 60, ghép 14 bo, giá 1 triệu bao ship toàn quốc. Để thả tàn dữ lắm. Cây số 8. Tiếp theo là số 9 và số 10. Cây siêu bông Sài Gòn số 9 đang có hoa nụ bùng nhóc ở trần chừng 6 nè, hoành là 16, cao 75, ngang 60, ghép 8 bo, giá 1 triệu bao ship toàn quốc. Giờ chúng ta cắt đôn lại, nó gọn cây lại, tròn cây lại, sao này nó ra đẹp hơn. Chỉ để lò xo này nè, chỉ lấy bo thôi, chứ để chơi không, không có nhìn, không có bắt mắt. Rồi, cây số 10, bông mặt bị chán luôn. Bông như bông mướp vậy. Siêu bông Sài Gòn. Hoành là 16, cao 80, ngang 60, ghép 18 bo, giá 1 triệu, bao ship toàn quốc. Tàn dữ lắm tàn. Rồi, cây 11, cây giả đồng tiền. Này lên bông, quá đẹp. Vừa lá, vừa hoa. Gọn gọn thế này. Bông nhìn đẹp lắm, màu đậm. Bông của siêu bông Sài Gòn màu đậm rồi, mà so với cái đồng tiền thì màu của siêu bông Sài Gòn nó lợt hơn rất là nhiều. Đó, Sài Gòn này cũng là dạng màu đậm rồi á, mà so với đồng tiền thì nó lợt hơn á. Tại đồng tiền này nó nhiều cánh. Đó, mười mấy, hai chục cánh luôn. Cái hoa nở ra ngày hôm qua nè, nó vẫn giữ nét, nó vẫn sạch sẽ cái bông. Bà không có to ha, sạch sẽ. Hoành 18, cũ 50, cao 45, ngang 50, ghép 11 bo, giá 2 triệu bao ship toàn quốc. Giảo đồng tiền nhìn rất là đẹp. Cảm ơn em đã quan tâm và theo dõi. Cây hổm chơi này xì đọt non. Thời điểm này nó xịt bọ trĩ, để bọ trĩ mà nó đánh vô ra, nó ăn mấy cái đò, hút mấy cái đọt là teo đọt luôn á. Chúng ta coi 2-3 ngày người ta kiểm tra 1 lần. Nó xịt mà nó không chết, người ta đổi thuốc á. Đây,
Ngoài ra còn có hàng siêu bông Sài Gòn nhỏ, cái này còn có mấy chục cây thôi. Cái này nói chung là này lúc trước bán 150.000 cây nè. Đây anh em mua nào thì mình giá 100.000 cây, 3 cây bao ship á, còn có hai mấy cây nữa là hết luôn à. Cái lô mà ghép hơn năm á, 100.000 cây, 3 cây bao ship, lúc trước là 150.000 á, còn có mấy cây là 1,5 năm mới được cây như thế này. Siêu bông Sài Gòn 100.000 cây, như là dảo nhung á. Dảo nhung này lâu này còn cũng có hai mấy cây nó hết luôn rồi. Lúc trước lâu này bán là 180.000 cây, nay anh em mua thì giảm giá 100.000 luôn á. 100.000 cây, 3 cây bao ship á. Dẻo nhung bông rất là đẹp, cánh thẳng rang luôn. Còn có hai mấy cây nữa là hết luôn, hết lâu nè, năm sau nè. Nhưng mà giờ ghép 2 năm nữa mới được như thế này. Cảm ơn em đã quan tâm và theo dõi. Sài Gòn lên bông